Thưa quý vị và các bạn, vượt qua hơn 500 đối thủ là các học sinh đến từ miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Em Nguyễn Văn Phi Hoàng, học sinh lớp 4 trường tiểu học Hàm Nghi, thành phố Đông Hà đã xuất sắc giành huy chương vàng và xác lập kỷ lục tỉnh nhanh tại cuộc thi trí tuệ toán học Super Brain Việt Nam năm 2023, góp mặt trong cuộc thi quốc tế tại Thái Lan vào cuối tháng 8 sắp tới. Những ngày này, em Nguyễn Văn Phi Hoàng đang tích cực học tập, rèn luyện để có thể chuẩn bị hành trang tốt nhất khi tham gia cuộc thi trí tuệ toán học quốc tế sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 8 tới tại Thái Lan. Để góp mặt trong cuộc thi này, Phi Hoàng đã xuất sắc vượt qua hơn 500 bạn học sinh khác đến từ miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên trong cuộc thi trí tuệ toán học Việt Nam 2023. Tại cuộc thi này, không chỉ giành được cúp vàng mà Phi Hoàng còn xác lập kỷ lục mới cho bộ môn toán trí tuệ. Con rất là vui vì giờ thi được giải cao và con đang ôn luyện để cho cuộc thi của quốc tế sắp tới. Theo sát quá trình học tập của con, chị Đỗ Thị Phương luôn mong con có thể tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi với việc học. Với gia đình anh chị, việc học tập, khám phá tri thức là niềm vui chứ không phải là áp lực về thành tích. Do vậy, ngoài việc tạo động lực để con tìm kiếm niềm đam mê, thì việc hiểu về năng lực bản thân là điều rất quan trọng. Cũng chính vì vậy, khi Phi Hoàng đến với bộ môn toán trí tuệ, gia đình chị Phương luôn luôn ủng hộ và đồng hành cùng con. Gia đình cũng đồng viên, nhưng mà đây là cũng mình cũng có như một cái sân chơi để cháu trải nghiệm. Cái kết quả như thế nào thì như vậy cũng là vui rồi. Như ngày hôm nay thì cũng là vui rồi. Còn đấu trường quốc tế thì có giải thì tốt, mà không có giải thì cũng một trải nghiệm cho cháu để sau này nó có kinh nghiệm hơn thôi. Gần 5 năm đến với toán trí tuệ, cũng là gần ấy thời gian Phi Hoàng nỗ lực rèn luyện, thử thách bản thân. Và với những gì đã có được, mong rằng trong cuộc thi quốc tế sắp đến, cậu học trò hoạt bát, thông minh Phi Hoàng sẽ mang về những kết quả tốt hơn, ý nghĩa hơn cho chặng đường học tập của mình.